Ê, nhỏ lớp trưởng có chuyện gì hôn nhóc? Và ngày hôm nay, Him sẽ dẫn cho tất cả mọi người được biết một ngày quay của bộ phim Ê, nhỏ lớp trưởng như thế nào. Let's go! Dạ, một ngày quay phim bắt đầu từ 5 giờ sáng thì được bạn xe ôm rất là đẹp trai chay pin minh hoàng qua chở đi quay. Hôm nay là một ngày thiên thời, địa lợi, nhân hòa nên chắc chắn sẽ là một ngày quay rất là tuyệt vời. Đúng bạn? Ơi, đúng bạn? Vừa vô cổng trường thôi là tôi tung tăng liền nè, thấy chưa, thấy chưa? Ấy, có nguyên cái cậu khỉ kìa. Đi ra pin, đi. Trời đất ơi, mê lắm nha. Đứng lên nhúng cái coi. Thôi, chuẩn bị sập rồi đó. Thôi vô. Vừa vô là tôi với nó ngồi làm liền một hộp xôi mặn và một ly nước cam liền, quá tuyệt vời cho một ngày quay luôn. Và đây là võ sĩ MMA Gia Bảo. Cái gì vậy? Và sau đây là nữ hoàng cách quốc, người yêu của Trúc Anh, Tuấn Anh. Ơi, cái ly can tôi mua. Và ngày hôm nay là ngày live show của bốn anh em phe nổi loạn. Vì lịch quay của từng diễn viên cũng sẽ khác nhau. Ví dụ như ngày hôm nay là phe nổi loạn quay nè, ngày mai là phe gương mẫu, ngày kia nữa là toàn cả lớp quay, rồi ngày kia kìa nữa là Minh Hoàng Kiều Ngân, ví dụ như vậy. Và để có được những tập phim thật là hay để cho tất cả các bạn cùng xem, đó là sự lao động của tất cả các anh chị ekip, từ đạo diễn, diễn viên, âm thanh, ánh sáng, make up, stylist, làm việc cực lực từ 5 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm luôn á. Và đây là giờ giải lao nên tôi với lại Jaybin rủ các cô thầy quay TikTok. Và trong lúc quay thì tôi rất là hay trêu ghẹo Gia Bảo, ví dụ như vậy. Như vậy nữa. Sau khi đọc một cái phân đoạn mới thì các anh em sẽ ngồi lại với nhau để bàn tính kỹ lưỡng xem là phân đoạn đó mình sẽ thể hiện như thế nào, nên thêm cái gì, nên bớt cái gì, người này sẽ thể hiện như thế nào, người kia sẽ phản ứng ra làm sao. Do là bốn anh em đã làm việc với nhau từ phần 1, phần 2 và bây giờ là phần 3 nữa nên rất là hiểu ý nhau luôn. Các bạn xem các bạn có thể thấy được cái độ ăn ý của phe nổi loạn rồi đúng không? Rồi bây giờ chuẩn bị kết clip rồi nha, chào nha. Ê Tuấn Anh. Và cuối cùng thì cũng đã hết một ngày làm việc từ 5 giờ sáng cho tới 11 giờ đêm của ekip La La School. Hy mong là tất cả các bạn hãy luôn ủng hộ những tập phim mới nhất của bộ phim Ê Nhỏ Lớp Trưởng phần 3 nhé. Bye bye!